Các bạn nhé, đây hôm nay mình kiểm tra cái đồng hồ nước này, thi công lắp đặt đồng hồ nước nhé. Thì cái đồng hồ nước này là hiện tại nó hỏng, nó không quay nha, nhưng mà cái không gian này nó rất là nhỏ hẹp, mình đào lên mình thay nó rất là khó nha. Như vậy là mình sẽ lắp thêm một đồng hồ nước mới, bỏ cái đồng hồ này đi, bỏ đi, mình sẽ lắp thêm một đồng hồ nước mới sau cái van này. Đây mình lắp ở đây nhé, cho nó dễ. Đây, đồng hồ nước này là đồng hồ nước ở con ở trong một cái khu chung á, có đồng hồ tổng bên ngoài rồi, cho nên là bên trong là chỉ cần lắp đồng hồ nước này để kiểm soát lượng nước trong hộ gia đình nhỏ này thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cắt cái đường này ra nhá, cắt hai cái con này ra để mình đấu nối tiếp cái đường nước ở đây, xong đấu xong một tiếng nữa cũng nối xuống cái đường này nha. Bây giờ mình tiến hành làm nhá. Mình cắt đây xong là mình sẽ rút cái ống phi 2700 này ra và mình thay vào một cái phi 2700 khác ở đây. Đứt rồi nữa. Còn cắt tiếp bên dưới này nữa. Bây giờ mình rút cái này ra nhé. Tháo cái này ra để mình thay vào một cái ống phi 27 khác ở đây cho nó dài ra, đối nó dễ. Lòng khô nha. Lòng khô rồi. Quấn cho lớp keo vào đây nhá, để giữ cái này nó cố định. Cho nó vòng tròn này, nó cố định này. Rồi. Một lớp keo vào đây. Sau khi mình đốt bằng giấy này thì không khả thi rồi, tại vì cái trong này nó không có oxy nên không cháy được, nên là mình phải dùng cái bình khó nhá. Bình khó này, để bình khó đi. Để sao mình nhiều khi mình khổ lắm đấy, đợi nhá. Đó, mình sẽ ráp thử các bạn nhá, ráp thử trước để xem nó có phù hợp không, nó khớp hết xong thì mình mới lại mình gắn keo sau. Chứ không bây giờ mình gắn keo mà nó lỗi gì đó là xử lý mệt lắm. Đây này, lên xuống như đây, xuống đây trước nhé, chiều mũi tên này, đúng chiều mũi tên này, chiều nước vào các bạn ha. Mình phải gắn thử trước đây. Đặt một lon ở đây nhé, một lon là kháng nước, xoáy ở đây. Đó. Rồi, cắt thêm một cái ống ngắn ở đây để nối cái co này,
nó con nó quay lại vào cái đường thoát này nha. Sau khi mình ráp thử để các bạn thấy không? Đó. Nó như này, ok như này. Thì bây giờ mình sẽ chính thức mình gắn keo lại ha. Thì mình chỉ cần thoa keo vào mình gắn nữa là xong. Là xong đó các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tháo ra mình gắn keo lại. Đây nha các bạn, sau khi mình đã gắn keo các thứ hoàn thiện nhé, thì cũng y như là lúc đầu mình gắn sơ vậy thôi, mình chỉ gắn keo lại để cho nó chắc chắn đấy. Đấy, thì bây giờ mình bỏ nước nha. Các bạn thấy không, mình bắt đầu quay nha. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách mình lắp đặt một chiếc đồng hồ nước tại nhà như vậy nha. Rồi, các bạn thấy video hữu ích hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.